Chuyện được phát trực tiếp lúc 11 giờ và 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kim tiền ở đây tập 166. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh Kim dưới phần bình luận của video này. Lúc bây giờ đám người có chút điên cuồng, tranh nhau chèn tấn. Có người mở to mồm muốn nói ngay lập tức bị người bên cạnh che lại cắt cao tranh giành thậm chí bắt đầu trút tào trút kiếm cục diện bắt đầu hỗn loạn lâm bắc thần thấy cảnh này khuôn mặt anh tuấn có xu hướng trở nên dữ tợn sự tức giận từ trong lòng càng ngày càng tăng lên cậu nhật ai đấy chắc hẳn đều chưa từng chết dám ở trước mặt mồ thì cuồng ma ta mà tranh đoạt trình tự hắn bóp chặt nắm đấm liền chuẩn bị đánh chết các vị đang ngồi trừ vị bình tĩnh thẩm tiểu ngôn lại như thể sớm đã nhìn quen trường hợp như vậy ông ta vững vàng đứng trên đài đánh tờ đưa tay chậm rãi trấn áp nói mọi người không cần phải gấp mỗi người đều có cơ hội từng người một nói ta sẽ kiên nhẫn chờ đợi mọi người nói xong hết tất cả lý do sau đó đưa ra lựa chọn cuối cùng ông ta vừa nói như vậy đại sành từ đầu sôi sục hỗn loạn lập tức dần dần yên tĩnh trở lại cứ bắt đầu từ bằng hữu bàn bên cạnh này đi. Thẩm Tiểu Ngôn giơ tay lên chỉ về phía một cái bàn ở phía dưới. Cái bàn này tám người ngồi cùng chung bốn mặt, nhìn cách ăn mặc có lẽ là chia làm hai nhóm. Để được cơ hội nói đầu tiên, sau mặt của tám người đều rất ngạc nhiên. Đã là mỗi người đều có cơ hội. Thẩm đại sư phải chờ tất cả mọi người nói xong mới đưa ra quyết định. Vậy người nói thứ nhất dường như cũng không có ưu thế gì ngược lại có chút thiệt thôi tám người nhìn nhau trong lúc nhất thời hơi do dự một chút người trung niên bên trái thần mặc áo bảo giáp da thú hai màu đen trắng đứng dậy ôm quyền cất cao giọng nói tại hạ là trưởng môn đại càn tây lạnh môn ngưỡng bộ uy danh của thẩm đại sư đã lâu lần này tới bạch vân thành là muốn mời thẩm đại sư đúc cho gia phụ một thành kiếm gia phụ ở đế quốc đại càn cũng được coi là khá có danh tiếng nửa năm sau chính là đại thọ một trăm tuổi của người tài hạn từ nhỏ đã hiếu kính gia phụ muốn đem kiếm này làm thọ lễ nguyên liệu khoáng thạch đúc kiếm tài hạn đã chuẩn bị xong đồng thời nguyện ý bỏ ra một nghìn huyền thạch tiền thủ đao một thời nói xong người trung niên dùng ánh mắt mong đợi nhìn thẩm tiểu ngôn người xong nghe xong chậm rãi mỉm cười gật đầu nói người tiếp theo phản ứng như vậy khiến cho trưởng bồn của tây đánh môn trong lòng trào dâng hy vọng có cửa hắn mừng thầm nhưng đâm bắc thần nhìn thấy cảnh này không khỏi bật cười tên trưởng môn của tây lãnh môn này không được rồi đại thọ của cha ngươi liền quản cái rắm gì đến thẩm đại sử chứ một ngàn huyền thạch cũng chỉ là mưa bụi mà thôi muốn dùng cái gọi là lòng hiếu thảo thêm với huyền thạch liền có thể làm động lòng một vị luyện khí sư lục phẩm còn âm thầm tỏ ra vẻ cha mình có danh tiếng ở đế quốc đại can có tác dụng gì. Đừng đi hẹp rồi nha. Thầm đại sư, ta có một hảo hữu chí giao là hoàng đế của ám trầm quốc. Trước khi chết hắn muốn sờ một chút và thanh kiếm mới đúc của thẩm đại sư ngài. Lại có người đơn tiếng nói. Lâm mất thần nghe xong, suy chút nữa phun trong một ngụm trà. Cái này cũng được à? Hoàng đế của ám trầm quốc thật sự là bạn tốt của ngươi. Em là phải đập chết cả nhà ngươi hơn được cái gọi là ám trầm quốc này, không có danh tiếng gì, là một tiểu quốc còn không bằng đế quốc Bắc Hải. Người đế hoàng đế bệ hạ của quý quốc ra cũng có tác dụng gì chứ? Sau đó lại có sáu bài thủ tính của các thế lực võ đạo lần lượt mở miệng, nói là lý do tình cầu đúc kiếm, cách nói lộn xộn gì cũng có. Ví dụ như vì tình yêu tươi đẹp, theo đuổi nữ nhân yêu mến mà hy vọng có được sự giúp đỡ của thẩm đại sư ví dụ như muốn vì thê tử sắp sinh của mình xin bộ thành kiếm tốt hay ví dụ như sư phụ đang nuôi nấng mình một tiếng yêu thầm bảo kiếm bây giờ hắn mắc bệnh ung thư hy vọng có thể sơ kiếm do thầm đại sư mới đúc lâm bắc thần như thể nhìn thấy được bình luận của độc giả xà điều ở kiếp trước không biết nên khóc hay nên cười anh ấy đều là nhân tài quan nhân ngay cả kỳ lão tóc rối áo gai ở trên rài đánh cờ cũng nhận không được mà bật cười quái dị. Điên cuồng hút loạn một hồi vào miệng hồ lô. Mười triệu đồng nặc liền tràn gặp toàn bộ đại sảnh của tửu đông. Nhưng thẩm tiểu ngôn đại đáng nghe rất chân thành. Mặc kệ lý do có hoàng tưởng cỡ nào, sau khi ông ta nghe xong đều lộ ra vẻ mặt mỉm cười rồi gật đầu. Khiến mỗi người phát ngôn đều cảm thấy rằng lý do mà mình nói hình như đã chạm đến đáy lòng của vị đại sư đúc kiếm này có hy vọng rất lớn đã được lọt vào mắt xanh cuối cùng sau khi đợi đến người thứ mười lăm nói xong thẩm tiểu ngôn chậm rãi nói chư vị trước tiên cứ chờ một chút lão phu cần phải suy nghĩ thật kỹ về lý do của mười lăm vị bằng hữu vừa rồi mọi người xin an tâm chớ vội nghỉ ngơi một lát chúng ta lại tiếp tục nói xong ông ta quay người trở lại trước bàn đá đánh cờ ngồi vào cây đá nhắm mắt trầm tư đang người trong đại sảnh đưa mắt nhìn nhau. Một lát sau mười mấy tiểu đi của quán bưng thịt rượu qua lại trong đại đường, bắt đầu bưng rượu và thức ăn lên cho mỗi bàn. Chúng ta không có gọi mà. Có người kinh ngạc nói. Hà hà, vì đại gia này, đại thẩm đại sứ xuất thủ mời khách, thêm rượu thêm đồ ăn cho mỗi một vị hào bằng hữu đang ngồi. Người đến đều là khách, xin đừng khách khí. Đại trưởng quỹ của tửu đầu bước ra giải thích mọi người nhất thời vui mừng khôn xiết cảm giác lại có được thể diện đa tạ thẩm đại sư cảm ơn thẩm đại sư hơ 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 đừng thẩm đại sư mời uống rượu một lần vốn liếng khoác lác của cả đời này của ta đều có rồi đúng vậy có thể khoác lác cả đời rồi rất nhiều người lên tiếng nói chỉ sợ thanh âm này không truyền được tới lỗ tai của thẩm đại sư ta khinh lâm bắc thần khinh thường nói một đám liếm cậu liếm thật là khó coi Nói xong thì hắn cũng lớn tiếng nói Thầm đại sư không hổ là quân mẫu của thế hệ trẻ ta Không hổ là người đúc khí đệ nhất đế quốc Bắc Hải ta Không hổ là người xuất chúng của nhân tộc Lòng dạ khí phách như vậy Khiến người ta bội phục đấy ha hà hà, hà. Chưa mà thầm đại sư mời là ngon nhất Đồ ăn mà thầm đại sư mời cũng ngon nhất Vô số ánh mắt đều tập trung trên người Lâm Bắc Thần Còn mở nó Tên giết chóc máu lạnh mưu thí cuồng ma này lại có thể không có tiết tháo, không biết xấu hổ như vậy. Loại lời trái với lương tâm này cũng nói ra được à? Cái này không phù hợp với thiết lập nhân vật của người đâu. Người, người để lâm bắc thần à? Một giọng nữ kinh ngạc vang lên. Đám người theo tiếng nhìn đại là tiểu sư muội hồ mị nhi của Phan hương kiếm phụ. Chỉ thế nàng nhìn chằm chằm vào lâm bắc thần. Một tay đẹp chặt chui kiếm, một răng vẻ giống như cuối cùng đã tìm được ngươi rồi. Không sai, chính là bọn thiếu gia đấy. Lâm Bắc Thần gội không nhúc nhích, cười khúc khích mà nói. Hề <laughs> hề, tiểu bội bội, ngươi tìm ca ca có chuyện gì vậy? Duy trì tính cách tỏ vẻ của mình. Phía đối diện, sư bội đừng làm loạn. Tự uyển điện vội vàng kéo sư bội của mình lại, cười khuyên nhủ Ngồi xuống không được lộn xộn nào. Nhân như Ngọc cũng âm thầm truyền âm. Tiểu đệ tử này của nhà mình thật sự đã bị chiều cho hư rồi không phân trường hợp liền muốn gây chuyện rồi. Đây chính là đời đánh cờ của thẩm đại sư. Quân hồ từ chiến tích đêm qua chuyển đến thì có thể thấy mô tị quân ma này cũng không phải hạng dễ nhằn vào. Nếu thật sự đánh nhau, ngay cả người làm sư phụ như nàng địch thần xuất thủ cũng chưa chắc trăm phần trăm chiến thắng. Quân hồ là hồ Mỹ Nhi. Nhưng mà hồ Mỹ Nhi căn bản không nghe lời của sư phụ và sư tỷ. Nàng nắm kiếm nhìn chằm chằm vào lâm bắc thần hô hấp của nàng có chút gấp rút gương mặt của nàng có chút gấp gáp trái tim của nàng nay còn sồng loạn đều sắp đụng chết rồi à tại sao trên thế giới này lại có thiếu niên anh tuấn như vậy hắn chẳng những dáng dấp đẹp trai đến phát rồ mà thực lực cũng rất mạnh Ngày nói đêm qua, hắn một mình một kiếm trảm yêu trừ ma diệt mười bốn vị thiền nhân tội ác trong chất chủ trì chính nghĩa cho nhân gian tuổi tác của ta và hắn hình như cũng không kém nhau nhiều lắm. Lông mày của hắn dài rậm như kiếm, đôi mắt của hắn rực rỡ như sao, môi của hắn thật là đẹp quá. Sau này con của chúng ta nhất định phải giống như hắn mới được. Đương nhiên, nếu như là nữ hài tử, bởi môi có thể giống ta, giữa mì tầm tốt nhất cũng có một nốt ruồi duyên màu đỏ tươi. Đúng rồi, con của chúng ta gọi là gì đấy? Lâm mi à? Lâm nhược tố à? Không biết họ hồ có được hay không Có lẽ đến lúc đó nên thương lượng với hắn một chút Trong đầu của hồ Mị Nhi Trong nhai mắt hiện ra vô số ý nghĩ Nàng bắt đầu suy nghĩ trong hồn lễ kia Nên mời những người nào Còn cái sau khi sinh ra Là học kiếm ở văn hương kiếm phủ Hay là đưa đến học viện đệ nhất võ đạo đế quốc Trần Đồng để học tập Cái sau là phủ cao học lớn nhất đại lục Nhưng chỉ đạo học phí quá đắt Mùa sắm khu phòng học lại có rất nhiều điều kiện hạn chế. Tiểu bội bội, người làm sao vậy tiểu bội bội? Tại sao người lại nhìn ta bằng ánh mắt háo sắc đến như thế? Lớp bác thần nhìn thấy đôi mắt của tiểu cô nương điêu hoa này, cứ trừng trừng nhìn mình, giống như tiểu binh cam nhìn thấy đuôi gà vậy. Ánh mắt nồng nhiệt, trong lòng có chút buôn bức, liên tiếp lên tiếng trưng cầu ý kiến. Nhưng hồ mị nhìn lại giống như là bị mất hồn, căn bản không có nghe được trong toàn bộ thế giới của nàng. Trong khoảnh khắc này, như thể bị cách âm, chỉ còn là hình ảnh gương mặt kia của Lâm Bắc Thần thôi. Mãi cho đến khi tự uyển thật sự không nhìn tiếp được nữa, đưa tay kéo kéo sư muội nói, sư muội sư muội người làm sao vậy? Người mau ngồi xuống, ngồi xuống nào. À, à, à. Hồ Mỹ Nhi cuối cùng cũng tỉnh lại. Nàng nhìn sư tỷ rồi nhìn sư phụ, sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Bắc Thần lâm đại ca đã nghe qua đại danh của ngươi từ lâu như sấm bền tai ngày đó đem qua người trượng nghĩa rút kiếm diệt trừ tà ma quả thật chính là hình mẫu của giới kiếm tù chúng ta khiến cho ta vô cùng kính phục ngay cả sư phụ ta cũng từng chính miệng khen ngợi lâm bắc thần chính là dũng khí và lương tâm của đế quốc bắc hải dặn dò ta cùng sư tỷ nhất định phải học tập lâm đại ca ngươi thật tốt lấy làm tâm cường sáng Hồ Mỹ Nhi điều chỉnh biểu cảm một chút, rất nghiêm túc nói. Hôm nay gặp mặt, quả nhân là anh Tuấn vụ xong, ta thấy mà yêu, điềm thạm động đau ngươi, tú sắc, xạ khan. Lâm Bắc Thần chấm hỏi trong đầu. Cô em gái này thoạt nhìn khá là lanh đợi và xảo quyệt. Sau cái miệng nói chuyện thì lại giống như là đầu óc có vấn đề vậy chứ. Nhưng từ ngữ kia là để hình dung nam nhân sao? Sư phụ nhanh như ngọc, cùng sư tỷ tự uyển nghe mà trực tiếp ngây người. Đây là đang nói cái gì vậy? Hai người quay mặt nhìn nhau, đều thấy trong đôi mắt của nhau, như thể có một từ ngữ gọi là xấu hổ vô cùng đang điên cuồng lấp lóe. Tôi hôm qua là ai nói Lâm Bắc Thần diệt chọc máu lạnh là ác ma? Là ai bảo hôm nay gặp được Lâm Bắc Thần, nhất định phải ra tay giáo huấn? Hôm nay đã biến thành chủ trì chính nghĩa rồi à? Sư buổi đây đã bị lâm bắc thần mê hoặc rồi à tự uyển vội vàng kéo sư bội ngồi xuống lại gần và thấp giọng nói sư bội, nhiều người như vậy thận trọng lời nói chút cái gì hồ minh nhi lớn tiếng nói sư tiếng gây nói cái gì vậy muốn đi sang ngồi thảo luận kiếm đạo với lâm đại ca sao tự uyển đầu đầy hắc tuyến ta nói lúc nào chứ ta không có ta không phải đừng có nói nhảm gương mặt xinh đẹp khí chất xuất trần của sự tỷ ngay lập tức đỏ bừng lên giống như là nước sôi thoảng cái luống cuống không biết nên nói cái gì nhưng hồ mịn nhi kia đã kéo lấy tay của nàng với một tư thế thật sự muốn đi qua ngồi cùng bàn với lâm bắc Thần. tự uyển liều chết dãi giụa kéo sự bội lại nàng sắp phát điên rồi lâm bắc Thần nhìn thấy cảnh này cười hè hè chỗ ngồi này của chúng ta có chút chật trội không tiện lắm hắn đáp. Hồ bị đi lập tức với vẻ mặt thất vọng, giống như đột nhiên mất liên lạc. Một cái hở lặng lặng xuất hiện trong trái tim. Nhưng liền nghe Lâm Bắc Thần tiếp tục nói, chỉ bằng như vậy đi, ta đến bàn của các ngươi ngồi, được không? Hắn đứng dậy đi thẳng về phía đám người nhan như ngọc, lại nói, vừa hay đã nghe qua danh tiếng của văn hương kiếm phụ đã lâu. Hôm nay có thể gặp được nhan tỷ tỷ, thật là một cơ hội hiếm có nhất định phải thỉnh giáo thật tốt một chút kiếm thuật. Hồ Mỹ Nhi chỉ cảm thấy mình yêu rồi. Khẽ hở trong trái tim, ngày tức khắc lanh lại. Nhân nhân ngọc nhìn tiêu niên đi tới, không nói gì. Lâm bác thần cũng không khách khí. Tuy nhiên, ngồi ở bàn này cũng được. Chào hai vị muội muội không biết sừng hồ như thế nào. Lâm bác thần lộ ra một khuôn mặt mỉm cười ấm áp và ngây thơ. Lần nụ cười mang tính nghề nghiệp này. Hắn không biết đã bày ra bao nhiêu lần Siêu quen thuộc Ta tên là Hồ Mị Nhi Vị này là sư tỷ của ta Tự Uyển Hồ Mị Nhi nhiệt tình chủ động Không mắc cỡ chút nào Mạnh mẽ và trực tiếp Đôi mặt sáng lóng lánh lập lè quang mang mà nói Người thật là đẹp trai quá đi Tự Uyển đếm mắt nhìn sư phụ Người sau mặt không biểu tình gì Giáo dưỡng tốt đẹp từ trước đến nay Khiến nàng theo bản năng đứng dậy lên một bát một đũa cho lâm bắc thần nói thật ngồi bên cạnh thiếu điện ủy dành bên ngoài vừa anh tuấn tuyệt thế như lâm bắc thần cho dù đang ngày thương dịu dàng điềm tĩnh như tự uyển tim đập cũng bắt đầu giảm tăng tốc độ giá trị nhàn sắc chính là chính nghĩa định lý này ở vô số thế giới đều được thông qua còn lâm bắc thần lại khiêm tốn cười cười với hồ bị nhi à bị nhi bội bội quá khen rồi Loại chuyện có mắt liền có thể biết được này Không cần cứ nói hết lần này đến lần khác Con người ta thật ra là rất âm điệu thấp Giống như ta thân là đệ nhất Mỹ Nam Tử của đế quốc Bắc Hải Đây là giáo hoàng của thần điện kiếm trì chủ quân Loại chuyện nhỏ nhặt như mấy gậy đánh chết 14 tiên nhân phong hiệu đêm qua Ta tuyệt đối không cứ gặp người liền nói đâu Hắn với vẻ mặt nghiêm túc nói tiếp Trong đôi mắt của Hồ Mị Nhi lập tức tràn đầy sung bái mà nói người thật là lợi hại bình thường bình thường thôi lâm bắc thần nói xong liếc mắt nhìn nhan như ngọc biểu hiện trên mặt của ngự tỷ sư phụ kia có chút lãnh đạo giống như không nghe thấy nhan tỷ tỷ lâm bắc thần chủ động giao lưu nhan như ngọc níu mày thợ ở nói người ta không thần thích cứ gọi ta là nhan trưởng lão là được rồi được nhan tỷ tỷ Lâm Bắc Thần mở miệng trả lời nói Ta từ nhỏ đã luyện kiếm rồi Bắt đầu từ 10 tuổi Mỗi ngày phung kiếm mười vạn lần Cho đến hôm nay mới xem như có chỗ tiểu thành Nhưng ta từ đầu đến cuối Không có cách nào lĩnh ngộ Được chân ý của kiếm đạo là cái gì Nhan tỷ tỷ chính là tiên tử kiếm đạo Trình độ thâm hậu Có thể giải thích cho ta chút được không Nghe xong nhan như ngọc trầm mặc Không nói câu nào Ô bị Nhi thấy thế vội vàng kéo cánh tay sư phụ Nũng điệu lắc lắc nói Sư phụ người ta cũng muốn biết rồi Chân ý của kiếm đạo là cái gì Nhàn như ngọc thở dài một hơi Tiểu đồ đời này của nhà mình Không cứu nổi nữa rồi Trung hợp lúc này Đại sư đúc kiếm thẩm tiểu ngôn Người vẫn luôn yên lặng suy nghĩ Lại một lần nữa đứng lên nói Chư vị có thể tiếp tục rồi Giờ theo trước đó có thể tiếp tục Trần thuật lý do đúc kiếm Lập tức liền có người đứng lên lớn tiếng bắt đầu trần thuật người này đến người khác lý do kỳ lạ cổ quái nhưng mặc kệ là lý do gì Thầm tiểu ngôn nghe xong cũng chỉ thở ơ gật đầu sau đó kêu người kế tiếp hai giả dạ, nhưng người này không được một chút kiếm ý cũng không có lâm bắc thần lắc đầu nói những lý do nát vụ này muốn để thẩm đại sư đúc kiếm quả thật là nằm mơ hồ Minh đi không hổ là liếm cậu ngây thờ lập tức phụ họa nói lâm đại ca chẳng lẽ ngươi có biện pháp gì tốt sao lâm bắc thần với gương mặt tự tin cười ngạo nghễ nói ta có một chủ ý tuyệt diệu nhất định có thể khiến thẩm đại sư xuất thủ đúc kiếm hồ bình dì mặt sáng lên biện pháp gì ngay cả nhan như ngọc và tự uyển hai người thoáng cái cũng đều dựng lỗ tai đêm chờ đợi lâm bắc thần nói ra biện pháp thẩm đại sư của ta đây nắm chặt cái giá ngươi lời đại tốt đẹp cầu xin ông ta căn bản là vô dụng là bác thần uống một ngụm trà nói cho nên muốn cầu kiếm thì phải xem người rút cuộc có bao nhiêu quyết tâm thật sự nếu không phải thẩm đại sự xuất thủ đúc kiếm thì không được vậy thì phải nhận tâm trước tiên trực tiếp đi đến đánh ngã bốn vị truyền nhân kiếm thị của ông ta sau đó một tao kề vào cổ ông ta xem ông ta có đúc kiếm cho người hay không từ chối một lần thì đâm ông ta một kiếm xem ông ta có thể chịu được mấy kiếm ta không tin trên thế giới này thực sự có người không sợ chết. Cái này quả thực là lầm đại thiếu biểu lộ cảm xúc. Trong thời khắc sinh tử có đại khủng bố. Đừng nói là người, ngay cả loại sinh vật thiên ngoại như thiên thảo thần, tịch dịch long nhân tộc, lục bì ma nhân tộc, xem người bình thường như sâu kiến cỏ rác. Nhưng lúc sắp chết cũng khóc lóc thảm thiết mà kêu lên mấy lời nhảm nhí như làm ơn cho ta thêm một cơ hội nữa. Ta chỉ là một tà ma ấu niên hơn một ngàn tuổi mà thôi, ta không muốn chết đấy. Bảo ông ta xuất thủ đúc kiếm mà thôi, cũng không phải là bảo ông ta phản quốc, bảo ông ta thông dâm. Ta không tin, lấy cái chết đã bức bách, ông ta có thể không nghe lệnh. Lâm Bắc Thần bình thường rất thích tỏ vẻ, nhưng hắn lại ghét nhất loại người lấy cái giá đặt trước mặt mọi người mà tỏ vẻ này. Tự uyển liếc nhìn Lâm Bắc Thần một cái. Cách này cũng quá không đáng tin cậy rồi đấy nàng quay đầu liếc nhìn sư phụ. Vốn cho rằng sư phụ cũng sẽ khịt mũi coi thường. Không ngờ rằng lại nhìn thấy ngón tay trắng nõn, mềm mại của sư phụ, xoa so xoa so huyệt thái dương, một dáng vẻ như có điều suy nghĩ. Tự uyển trong lòng liền kinh ngạc. Sư phụ sẽ không tin vào lời nói của lâm bắc thần đấy chứ. Có đạo lý. Hồ Bình Nhi vỗ đùi, ngay tại chỗ lại nói. Lâm đại ca nói có lý lắm. Trên đời này không có ai không sợ chết hết làm như vậy nhất định là được. Nói xong nàng nắm chặt trường kiếm bên hồng, với dáng vẻ rất là háo hức muốn thử. Lâm Mặc Thần nhìn nàng nói, tại sao lại vỗ đuôi? Đôi mắt to ngập nước của Hồ Mị Nhi chớp chớp, to vẻ đương nhiên nói, bởi vì nghe được phần tích đinh tai nhức óc của Lâm Đại ca ngươi, quá hưng phấn cho nên không nhịn được. Vậy người có thể vỗ đuôi của mình mà. Lâm Bắc Thần nói. Tại sao lại vỗ đùi của ta? Hồ Mỹ Nhi nghiêng đầu qua Vô cùng đắc ý nói Bởi vì chủ ý này là của Lâm Đại ca người nghĩ ra Lâm Bắc thần đen đầu Ta lại không phản bác được Còn mợ nó rồi Loại chuyện này Trước kia đều là ta làm Hôm nay lại bị bắn ngược rồi Giữa lúc nói chuyện Trong từ lâu có động tĩnh Âm um, Một đạo kinh khí khủng bố bộc phát Họ thầm kia Còn mẹ người kiêu ngạo quá rồi đấy Đừng trêu đùa chúng ta đúng không một thân ảnh dị hình thân mặc giáp trùm màu đỏ, mái tóc dài màu trắng, toàn thân mọc đầy lông tơ màu trắng, chiều cao hơn 2 mét, vỗ bàn một cái rồi âm một tiếng. Cái bàn trực tiếp hóa thành trò bụi. Mấy võ đạo tông sư xung quanh trực tiếp bị sóng khí đáng sợ này hất bay, thổ huyết giữa không trung rồi bay ra ngoài. Bạch phát phi giáp tộc, kiếm đạo tộc trong dị tộc. Người dị tộc điều khiển phi trừ vượt qua đại điều của Lâm Bắc Thận nhưng mà người này thoạt nhìn không phải thủ lĩnh, chỉ là một thành viên bình thường trong số đó. Quả nhìn là dị tộc bạo lực và hung tàn. Trên địa bàn của nhân tộc cũng dám lớn đối như vậy. Mẫu chốt là khí tức mà hắn tản mát ra, lại mạnh mẽ vô song, có thể sánh ngang với uy áp của thiên nhân cấp nào. Trong lúc nhất thời, những cường xả võ đạo của nhân tộc khác ở xung quanh, từng trận nghe thở, càng không dám lên tiếng. Nể mặt người, gọi ngươi một tiếng thầm đại sư không nề mặt ngươi còn mẹ nó ngươi chính là một tên rèn sắt cho ngươi thời gian năm hơi thở cút xuống đây theo ta đi gặp thạch thống lĩnh ngoan ngoãn đục kiếm nếu không thì kiếm khách của phi giáp tộc cười lạnh trên khuôn mặt dung điều vượn kia tràn đầy vẻ ngang ngược và tàn độc rồi thế nhưng lời còn chưa dứt trên đài đánh cờ thẩm tiệm ngôn vô cùng tiếc nuối thở ra một hơi nhảy mắt sau đó xịt màng chợt lóe lên đám người còn chưa kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì. Một điểm tinh hỏa từ giữa bì tầm trên khuôn mặt dã vượn của kiếm khách bạch phát phì giáp tộc bốc cháy lên. Nhảy mặt sau đó, nó trực tiếp không nhiệt độ mà tự thiểu đốt. Một trận gió thổi tới, vị kiếm khách của bạch phát phì giáp tộc với trên được cảnh giới thiền nhân cấp 5 cường đại, mang theo gương mặt kinh ngạc, ngay cả tiếng gào thảm cũng không phát ra được, hóa thành cho tan, tản mát ra trong hư không. Trong từ lâu trong nhánh mắt yên tĩnh giống như mộ địa nửa đêm. Chết rồi. Một cưng giả kiếm đạo đáng sợ như vậy. Cứ thế mà chết đi rồi. Một tuồng hồng quang vừa rồi kia rốt cuộc ra chuyện gì vậy? Là kỳ lão đã xuất thủ đây. Trong con người, lúc lừa đáng tàn mát ra vẻ dịu dàng của nhàn như ngọc. Thoáng qua một chút kinh hãi. Kỳ lão sao? Lợi bác thần không kịp phản ứng lại ngay lập tức. Lục Trực Hàn cũng không nghe được nhàn Nhường ngọc phổ cập khoa học về giang hộ cho đệ tử. Trên cả vị lão nhân tóc rối áo gai kia. Hồ Mỹ Nhi ngay lập tức giải thích ra. Ồ oh hô! Oh. Lập bắc thận giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mỹ tầm. Cái tên này có một loại cảm giác đã xem kỳ dị. Tại sao không được gọi là dược lão? Loại cảm giác thần bí vừa ra đã tự mạng như vậy. Ăn mặc giống như là hồng thất công, quả nhiên là cao thủ cao thủ của cao thủ. Trong nháy mắt, miểu sát một vị cường giả thiên nhân cấp 5. Mặc dù ta cũng có thể làm được, nhưng không thể nào cử trọng nhược khinh mà làm ra được giống như ông ta. Không hồ là não nam nhân, ra sân nhanh đến mức không nhìn thấy rõ. Lâm Bắc Thần nhất thời đối với Hồng Thất Dược lão A à Quy, đối với Kỳ lão phải lòng mắt mà nhìn. Lâm đại ca, cái này hồ Bình nhi đã sợ đến mức buông lỏng tay cầm kiếm mà nói chủ ý của người hình như không làm được rồi Nhan như ngọc và Tử uyển hai người đều theo bản năng nhìn về phía lâm bắc thần chuẩn bị thưởng thức hình ảnh thiếu niên giành trấn bạch vân thành để tự ngã nhưng lâm bắc thần chỉ tản nhiên nói không sao ta còn có phương án dự phòng là phương án gì hồ Bình nhi không hổ là vai phụ tốt nhất lâm bắc thần tự tin nở nụ cười nói theo như ta được biết, thần đại sư có một nhi tử ruột vô cùng sùng ái. Chỉ cần chúng ta giả mạo bằng hữu của nhi tử ông ta, lấy ra một thêm tín vật sống thật mà là giả, thì có thể thuyết phục ông ta. <laughs> Lão nhận ra ông ta lớn tuổi như vậy, nhất định yêu ai yêu cả đường đi, sẽ đồng ý đúc kiếm thôi. Lời còn chưa dứt. Cha, cha là con đây, con là thẩm hộ phi nhi tử của người đây. Phong đại sảnh của tiểu điếm một người trung niên hơn 30 tuổi lao ra, da mặt cũng trắng nõn, chỉ là hốc mắt trũng sâu, quần thâm còn lớn hơn so với gấu trúc. Một dáng vẻ bị tẩu sắc khoét rỗng thân thể, lao đảo chạy tới nói: "Chà, con bị người ta đòi nợ, con lại bị tiện nhân kia tính kế, con thật hối hận, không nên không nghe lời cha. Cha ơi, bây giờ con đã cùng đường bí đối rồi, cầu xin người, cầu xin người giúp con đúc thêm một thanh kiếm đi, còn mang đi bán trả nợ." sau này sẽ không tiếp tục ăn uống trời gái cá cược nữa. Cha, cậu xin người. Người này lại có thể là nhi tử ruột của thẩm đại sư. Hắn khóc lóc kêu trên, khẩn cầu phụ thân đúc cho mình một thành kiếm, đem đi bán lấy tiền trả nợ. Thẩm tiệm ngôn mặt thẳng như bằng, không thấy có chút dao động cảm xúc nào nói. Giết! Kiếm thị sau đường thần mặc áo giáp lục sắc, liền vỗ vào hồ kiếm màu xanh phía sau. lén canh một tiếng, trường kiếm chói mắt xuất vỏ hóa thành một đạo kiếm mang dài màu đỏ chém thẳng về phía thẩm hồ phi a a a thẩm tiểu ngôn người thật đã tan nhẫn con mẹ nó thẩm hồ phi khó khăn tránh thoát bị chém mất nửa bên tóc quỷ khóc sói gào xoay người bỏ chạy Sao mặt của lâm bắc thần điên cuồng co giật con mợ nó đánh mặt tên nhanh như vậy à cái gì mà yêu ai yêu cả đường đi lão già này mà hùng ác lên ngay cả nhi tử của mình cũng giết. Rèn sắt, rèn đến mức sắp không còn nhân tính rồi. Tự uyển trực tiếp bật cười. Bờ môi đầy đặn xinh đẹp của nhan như ngọc cũng mấp máy. Khoe môi hơi nhếch lên. Rất hiển nhiên là đang cười rồi. Thần ca ca, hình như ngươi vẫn là không làm được rồi. Hồ Mỹ Nhi rụt rẻ nói. c nam nhân tuyệt đối không thể thừa nhận là mình không được. Lâm Bắc Thần cười lạnh một tiếng lại nói ta càng có bộ phương án thứ ba. Lần này nhất định có thể hạ gục thầm đại sư. Nếu như không được, ta liền... Lợi bác thần vốn dĩ muốn nói. Nếu như phương án thứ ba vẫn không được, vậy thì ta sẽ ăn bơi cân phân. Nhưng đột nhiên cảm thấy, hôm nay cái tiết tấu này hình như là không đúng lắm. Trước đó mình đã cài đặt vở lát quá vẹn toàn. Kết quả bị hung hăng vả vào mặt. Là bởi vì thiên không đúng hay là địa điểm không đúng hai thằng người bên cạnh nhân vật phụ không đúng đây? Lâm Bắc Thần nhìn Hồ Mỹ Nhi ngồi ở bên cạnh Rồi lại nhìn nhăn như ngọc và tự uyển Điều này căn bản đều không cần nghĩ nhất định là vấn đề của Hồ Mỹ Nhi Nếu chưa không được Vậy ta sẽ cam tâm tình nguyện Bị người trà đạp một lần Lâm Bắc Thần cười khúc khích nói Nhưng bà Minh nữ của Phan Hương kiếm phụ Rõ ràng không biết từ trà đạp là có ý gì cho nên phản ứng cũng không giống như trong mong đợi của Lâm Bắc Thần. Rốt cuộc là cách gì? Hồ Mị Nhi thực sự là vai phụ tốt nhất. Lâm Bắc Thần cười hè hè nói. Đối với một người đã ở lại nguyên trạng, đến khi sư đại đạo Chí giản mà nói, thực có sức hấp dẫn là cái gì? Là tiền tài sao? Không đúng. Là danh dự sao? Không đúng. Là địa vị sao? Không đúng. Là cái gì? Là khí tài, là khoáng liệu hiếm thấy, là nguyên liệu khí quý giá nhất. Chỉ có những kim loại hiếm thấy trên đời, những nguyên liệu cực kỳ ít ỏi kia mới là bảo vật mà luyện khí sư đỉnh cấp cảm thấy hứng thú thực sự. Cái gọi là thiền đi mã thường có, thức mã nhân không thường có. Luyện khí sư thường có, nguyên liệu không thường có chính là đạo lý này. Cho nên muốn bốc thuốc đúng bệnh. Nếu như con người có thể lấy ra được kim loại ít ỏi cực hiếm, cầm ra được tất cả nguyên liệu mà luyện khí sư tha thiết mong chờ thì nhất định có thể đả động được thẩm đại sư. Lâm Bắc Thần tự tin gấp trăm lần nói. Lần này tự uyển cũng chăm chút lắng nghe, không ngừng gật đầu. Có đạo lý, rất có đạo lý. Thủy Bình thích biển cả, kỵ Bình thích thảo nguyên. Luyện khí sư chính đạt thích nguyên liệu. Lần này Lâm Bắc Thần cuối cùng đã nói ra được một phương án có tính khả thi cực lớn. Sư phụ Tư quyền quay đầu nhìn về phía nhàn Như Ngọc. Người sau rõ ràng cũng rất đồng ý với lý luận của Lâm Bắc Thần. Hơi trầm ngâm, Nhan Như Ngọc đã như thể đưa ra quyết định gì đó, đứng dậy đi tới trước tài đánh cờ, ôm quyền thi lễ nói: "Thẩm đại sư, hôm nay ta đến là cầu bộ thanh kiếm cho Văn Hương kiếm phụ ta. Lý do của ta rất đơn giản, Tăng quyền ý lấy ra một cân thần huyết kim tinh cung cấp cho Thẩm đại sư đúc kiếm." Lời còn chưa dứt, cái gì? Thần huyết kim tinh? Nhàn như ngọc lại có thể có loại vật này. Trong truyền thuyết, thần kim có thể chế tạo thần khí là bảo vật vô giá. phần thường kiếm phụ thật sự là bỏ hết cả tiền vốn. Một cân thần huyết kim tinh này tuyệt đối là bảo bối mà các nàng đã tích lũy gần ngàn năm mới góp đủ, lại có thể cam lòng lấy ra. Trong đại sảnh tầng 1 của thần tinh tụ kiếm đầu, lập tức tràn ngập tiếng kinh hồn thứ mà nhan như ngọc lấy ra quả thực là quý giá và vô cùng hiếm thấy loại nguyên liệu này có thể chế tạo thần khí hiếm thấy trên đời sự hấp dẫn đối với tuyển khí sư giống như triệu ngon đối với mà men mỹ nhân đối với sắc quỷ vậy trong nháy mắt như vậy đại sư đúc kiếm thầm tiểu ngôn ở trên đài đánh cờ quả nhiên là hô hấp có chút dồn dập nhưng ngay vào thời điểm nhà như ngọc cho rằng mình đã nhìn thấy được một tia hy vọng thầm tiếu ngôn lại hít vào một hơi thật dài lắc đầu nói nhàn trưởng lão xin lỗi thần huyết kim tinh này ta không thể nhận không thể nhận điều này đồng nghĩa với việc khéo léo từ chối sắc mặt của nhan như ngọc thay đổi đáng kể đường này không thông à chẳng những không thông con có rất nhiều chướng ngại vật cần phải biết rằng trước đó khi những người khác nói xong thầm tiếu ngôn vốn không có bày tỏ thái độ ngay tại chỗ con giữ lại hy vọng nhưng mình đấy đã bảo bố như vậy, lại trực tiếp bị cự tuyệt, quả thật là thảm liệt rồi. Nhàn như ngọc quyết tâm cắn răng nói, cái gọi là danh kiếm tặng anh hùng, cho dù thẩm đại sư không muốn xuất thủ, thần huyết kim tinh này ta cũng nguyện ý hai tay dần đến, coi như là kết một thiện duyên. Nghe được câu này, người trong đại sảnh đều ngây người, cái này là quá ngang tàng rồi, cũng quá phá sản đi. Đây là đang đánh cược tầm thái sao? Trên đài đánh cờ thẩm tiểu ngôn thở ra một hơi thật dài, lắc đầu nói. Nhàn trưởng lão quyết đoán kinh người. Không không, không có công lao thì không nhận quả. Lão phụ không thể đúc kiếm cho văn hương kiếm phụ. Đương nhiên không thể nhận trọng lễ này. Nhàn trưởng lão xin chớ nói nữa. Nhân như Ngọc đành phải ôm quyền lùi lại. Đồng thời trong lòng của nàng cũng thở dài một hơi. cái gọi là đưa tặng thần huyết kim tinh. Chẳng qua chỉ đã đánh cược một chút tâm thái nỗ lực sau cùng mà thôi. Nếu như thẩm tiểu ngôn thật sự nhận bảo vật vô giá, vẫn không xuất thủ đúc kiếm, vậy coi như là tổn thất to lớn rồi. Trở lại chỗ ngồi nhanh như ngọc, liếc mắt nhìn lâm bắc thần. Ý tứ rất đơn giản. Người mới vừa nói đạo lý rõ ràng đâu ra đấy, kết quả như thế nào chứ? Trên trán của lâm bắc thần cũng là một hàng hắc tuyến rủ xuống, Mới còn quạ đèn cạc 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 mà bay qua. Mẹ nó, thầm đại dương này xuất bài không theo quy tắc ta tỏ vẻ trước mặt mỹ nhân cũng không dễ dàng gì kết quả ba lần liên tiếp đều đặt xe rồi bây giờ thân là một nhân sĩ xuyên không như ta vô cùng hoài nghi rốt cuộc ta có còn là nhân vật chính của cuốn sách này nữa không tư huyền nhìn vẻ mặt bối rối của lâm bắc thần che miệng cười kho 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 sau đó đột nhiên lại ý thức được sư phụ cầu kiếm thất bại mình lại cười hình như không đúng lắm chị đành cưỡng chế nín cười còn hồ mỹ nhi thì trực tiếp bật cười nga 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 bà vai run run khu vực dưới giường quai xanh trắng như tuyết căng là một mảnh sóng lớn mãnh liệt tiếp theo đó lại có mấy người đứng dậy cầu kiếm nhưng lý do đưa ra về cơ bản những người khác cũng đều là dùng qua rồi từ thái độ của thẩm tiểu ngôn có thể thấy mặc dù không cự tuyệt ngay tại chỗ nhưng cũng sẽ không có kỳ tích gì xuất hiện. Đến sau cùng, đến đợt Lâm Bắc Thần, vô số ánh mắt đánh trúng vào người hắn. Tất cả mọi người đều muốn biết, tên bồ thị cuồng ma giận dữ chém giết 14 vị thiền nhân này sẽ lấy ra lý do gì để đi cầu kiếm đang Lâm Bắc Thần đi đến dưới đài đánh cờ, suy nghĩ một chút nói, Thẩm Đại Sư, ta... Tà... Thẩm Tiếng Côn xua tay trực tiếp ngắt lời nói, Được rồi, người không cần nói, Hả? lâm bắc thần khẽ giật mình chưa kết trò gì vậy đến lượt ta ngay cả quyền phát ngôn cũng bị tất đoạt sao trong đại sảnh cũng tràn đầy tiếng hô hoán ồn ào có một số người trên mặt trực tiếp lộ ra vẻ mặt có chút cười trên nỗi đau của người khác xem ra thẩm đại sư cũng đã nghe nói về hung danh của lâm bắc thần cho rằng người này tàn sát quá mức được kiếm cho hắn chẳng khác nào là đang nối giáo cho giặc cho nên căn bản ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không cho hắn. Hồ Minh Nhi vỗ bàn một cái đứng dậy nói. Dựa vào cái gì? Không để cho thần ca ca nói hết lời chứ. Lão già nhà ngươi vừa rồi không phải đã nói. Mọi người đều có cơ hội trần thuật một lần sau. Nàng tỏ ra phẫn nộ rồi. Lâm Bắc Thần vô cùng ngạc nhiên quay đầu nhìn tiêu nữ kia một cái. Không ngờ đấy nhá. Nhà đầu này lại là người đầu tiên đứng ra can thiệp, bất bình vì mình có thể cân nhắc lấy thần báo đáp một lần. Sư muội, người điên rồi. Tư Uyển cực kỳ hoảng sợ, vội vàng lập tức giữ chặt hồ Mỹ Nhi. Mỹ Nhi à, không được vô trễ với thẩm đại sư đâu, ngồi xuống đi. Nhan Như Ngọc cũng nhẹ quát, lại hành lễ với thẩm tiểu côn trên đại đánh cờ. Nói tiếp, tiểu đồ tính tình ngang bướng, nói không biết lựa lời, xin đại sư đừng trách. thẩm tiểu côn ôm quyền đáp lễ rất hiền hòa mà nói, không sao, sau đó ông ta lại nhìn về phía Lâm Bắc Thần nói Không biết miệng hạ yêu cầu một thanh kiếm như thế nào Ôi chào Lâm Bắc Thần liền ngẩn ngơ Ý gì vậy? Hình như là đã đồng ý đục kiếm cho ta rồi à? Nhưng mà ta còn chưa nói gì cả cơ mà Nhưng thứ mà ta nghĩ sẵn trong đầu Đã sắp chết từ trong trứng nước rồi sao? Còn trong đại sảnh tầng 1 của thật tình tụ kiếm lâu, tiếng bàn tán ồn ào vốn dĩ cười trên nỗi đau của người khác cũng trong nháy mắt này, giống như con vịt bị nắm lấy cổ họng, trở nên im bặt rồi. Đám võ giả đều ngơ ngác nhìn thẩm tiểu ngôn. Ngay cả nhan như ngọc và tự uyển cũng đều có vẻ mặt chấn kinh như vậy. Tất cả mọi người đều cho rằng mình đã nghe nhầm. Đại dương ngày đây đã đồng ý đúc kiếm cho ra rồi sao? Lâm Bắc Thần quyết định xác nhận lại một chút. Thẩm Tiểu Ngôn gật đầu nói, đương nhiên trong đại sảnh lập tức tràn ngập tiếng kinh hô khó có thể tin nổi. Lâm Bắc Thần tò mò nói, ta có thể hỏi một chút, vì sao đại sư ngay cả lý do của ta cũng không nghe, đã đồng ý đúc kiếm cho ta vậy? Chẳng lẽ là hào quang nhân vật chính của ta lại bắt đầu lấp lóe rồi? Lý do rất đơn giản thôi. Thầm tiếng ngôn với vẻ mặt nghiêm túc, biểu cảm sùng bái và kính trọng, ngăn từng câu từng chữ mà nói bởi vì ta là con dân của đế quốc Bắc Hải. Ta là con dân của đế quốc Bắc Hải, còn người cứu được đế quốc Bắc Hải. Đây chính là lý do của thẩm tiểu ngôn. Lâm Bắc Thần ngẩn ngơ, sau đó mạch suy nghĩ lộ dịch sáng tỏ thông suốt. Giống như sau khi bị táo bón một hồi lâu, đột nhiên một hơi thông suốt. Không sai, ta chính là anh hùng của đế quốc này. Ta vì đế quốc mà bị thương, ta vì đế quốc mà đổ máu, ta là giáo hoàng của thần điện kiếm chi chủ quân. Thần phận địa vị công lao công quân của ta đặt ở chỗ này, ta vuốt mặt là được rồi. Tại sao còn phải cực khổ suy nghĩ nhiều lý do như vậy chứ? Thật sự là đầu đuôi lẫn lộn mà. Thầm đại sư không hổ là tấm gương của chúng ta. Lâm đại thiếu nở nụ cười nói, ta muốn một thanh kiếm màu bạc. Ngân kiếm à? Thầm tiểu ngôn không ngờ rằng yêu cầu của Lâm Bắc Thần lại đơn giản như vậy. Đúng đúng, Lâm Bắc Thần nói. Hơn nữa, ta đã chuẩn bị xong nguyên liệu rồi. Thầm tiêu ngôn rất khách khí nói. Có thể để lão phù xem qua được không? Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, móc ra đại bổng màu bạc của hắn. Sau đó lại lấy thành long nha tiêu thương đã gãy kia ra. Trong toàn bộ đại sảnh đầu bột của thất tình tụ kiếm đông, lập tức ngân quàng lóng lánh một con lực lượng kỳ dị dao động lan tràn ra đây là thiên ngoại thần kim à trên mặt của thẩm tiểu ngôn hiện ra vẻ chấn kinh nói hơn đâu còn là cao phẩm trong thiên ngoại thần kim người cái này miền hạn lấy được từ chỗ nào vậy các cường giả võ đạo trong phòng khách lúc này liền thể hiện ra đầy đủ tiêu chuẩn vai phụ người qua đường trong triều thuyết huyền huyễn lập tức đều kinh hô bàn tán thiên ngoại thần kim à đây là thứ không thua kém gì so với thần huyết kim tinh. Đều là thiên ngoại chỉ kim, có thể chế tạo ra thần khí cực phẩm. Chủ yếu là thật lớn thật nhiều. Cái này phải mấy trăm ngàn cân ấy chứ. Mọi người nhìn nguyên liệu long lánh ngần quang kiệt, không khỏi đều nghẹn họng nhìn trần trối rồi. Đại sư, không biết những nguyên liệu này có thể đúc kiếm hay không? Lâm Bắc Thần hỏi. Những cái này đều là nguyên liệu mà hắn tích góp trong thiền quốc chỉ chiến lòng nhà tiểu thương và lang nha đại bổng đều là thiên ngoại trì bình có thể đả thương tà ma và thần linh uy năng bất phàm đương nhiên bấu chốt nhất là bọn chúng đều là màu bạc cũng có thể đúc thành ngân kiếm về phần tại sao phải chế tạo ngân kiếm ư bởi vì phong hiệu của lâm đại thiếu là ngân kiếm thiên nhân mặc dù hắn còn có bốn bí danh khác nhưng danh hiệu ngân kiếm thiên nhân này dù sao cũng là cái tên đầu tiên của hắn Đối với nam nhân mà nói, cái tên thứ nhất giống như là nữ nhân đầu tiên trong cuộc đời, lúc nào cũng khiến hắn khó mà từ bỏ. Thẩm tiểu côn dùng bàn tay trái tình tế tỉ mỉ như bạch ngọc, vuốt ve, lang nha đại bổng và tiêu thường nứt gãy rất lâu. Trên mặt hiện ra nụ cười nói, có thể, đương nhiên có thể rồi, ha ha ha, đây là thần tài trí bảo, đục kiếm rất tốt, ha ha ha. Không ngờ rằng ta rửa tay mấy chục năm một lần đúc kiếm cuối cùng có thể gặp được loại bảo tai này lâm bắc thần nghe như vậy vui mừng khôn xiết đại sư cần phải bao lâu mới có thể xong kiếm đây hắn hỏi thẩm tiểu ngôn nói chờ một chút là được hả chờ một chút là được à lâm bắc thần khẽ giật mình nhanh như vậy à không cần các công đoạn như rèn sắt nấu thiết tới luyện rèn đúc phụ văn sao rồi lúc ngây cười lại thấy thẩm tiểu ngôn vận chuyển công pháp lòng bàn tay liền mở ra. Một cái lò luyện cỡ nhỏ màu đỏ nhạt xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Hưng gió xoay tít vòng vòng. Trong nháy mắt đã biến thành một khí đồ tam diễm âm triện ba chân hai tay, cao bằng một người. Mở! Lòng bàn tay phải to lớn màu đâu, giống như sắt nung của thẩm tiểu ngôn, một trường vỗ vào thân lò. Nắp của bát lăng bảo hạp ở phía trên lư lửng lên. Ông ta đem lang nha đại bổng tiểu thường đất gái đều đưa vào trong lò đúc khí đồng thời lấy ra một cái túi chữ vật từ bên trong không ngừng lấy ra đủ các loại khoáng thạch nguyên liệu bột phấn muôn màu muôn vẻ toàn bộ đều cho vào trong lò đúc khí Quang! Lắp của lò bảo hạp tám cạnh lại một lần nữa đậy lên thẩm tiểu ngôn thôi động công pháp toàn thân bao phủ ngọn lửa huyền khí màu đỏ tươi đôi tay của ông ta chặn lò đúc khí lại trên thân lò kia từng đạo hoa văn hỏa diễm âm triển tam diễm từng điểm một bắt đầu sáng ngời lên một lát sau toàn bộ đường văn tam diễm hỏa diễm trên vách ngoài của đầu đúc khí đã thắp sáng toàn bộ thầm tiệm ngôn thu lòng bàn tay lại thở trong một hơi thật dài nói được rồi chờ thời gian một nén nhăng thì có thể kiếm thành ra lò rồi nhanh vậy à lâm mắc thần hô to giỏi thật Thầm đại sư người quả thật là một khoái nam. Thầm tiểu ngôn giải thích nói, luyện kim sư đỉnh phong thì có thể tùy ý thay đổi hình dạng và hình thái của kim loại thông thường, tiến thêm một cấp nữa, đến cảnh giới luyện khí sư, chen đúc binh khí, giáp trụ bình thường cũng chỉ là một ý niệm mà thôi. Thậm chí còn không dùng khí lô để đúc, chỉ có luyện chế bảo vật cao cấp mới hào phí nhiều thời gian và tinh lực hơn. Đối với đại sư mà nói, Yêu tố mấu chốt nhất của luyện khí không phải thời gian mà là nguyên liệu, độ lửa và phối phương. Hiểu rồi. Nói nhiều như vậy tổng kết một cách đơn giản, chỉ là một câu nói. Lão tử là đại sư, vài phút đúc thành một thần khí, không cần dùng ánh mắt đo lường những món ăn ra kia để mà đánh giá ta. Được, được. Cái này rất cử đấy. Đại sư, những nguyên liệu mà ngươi ném vào trong lò vừa rồi là gì? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Thẩm tiểu côn lời ít mà ý nhiều, giải thích nói. Là các loại chất dẫn mà ta tích góp cả đời, bột tôi hóa, hợp kim, phối hợp với thiền hoại thần kim của người, có thể đưa đến nâng cao tác dụng thổi hóa. Mặc dù ông ta nói rất hời hợt, nhưng Lâm Bắc Thần ngay lập tức liền ý thức được tính chất quý giá của những thứ đó. Suy cho cùng là tích lũy hơn được cuộc đời của một vị tuyển khí sư cao phẩm đã tạ đại sư thành toàn. Lâm Bắc Thần lần này không cười đùa cợt nhạt nữa, mà nghiêm túc hành lễ một cái nói. Sau này đại sư có yêu cầu gì, có thể phái người đến thần điện sơn ở kinh thành tìm ta. Chỉ cần có đủ khả năng, ta nhất định sẽ dốc toàn lực. Hắn cũng là một thiêu niên tốt, không muốn vô duyên vô cớ nhận ân huệ của người khác. Một số người trong đại sảnh lúc này, ngược lại dùng ánh mắt hâm mộ, nhìn về viết thẩm tiểu ngôn đây chính là chỗ đỉnh cao của luyện khí sư cao phẩm. Mỗi khi luyện một thành kiếm thì sẽ có được một phần nhân tình. Năm xưa có vị trưởng tháo danh dự của danh kiếm thế gia đế quốc trần Đồng, Hiện tại lại có một lời hứa vàng của mô thi cuồng ma lầm bắc thần này. Đây đều là nhân quả không bình thường. Sau này anh muốn động vào thẩm tiểu ngôn thì trước tiên phải cân nhắc một chút đầu của mình rốt cuộc có đủ cứng hay không miệng hạ nói quá lời rồi. thẩm tiểu ngôn nói, ta chẳng qua chỉ là đúc một thanh kiếm cho miệng hạ mà thôi, còn miệng hạ đã giữ được cố quốc cho tại hạ. Một kiếm đổi một nước, loại chuyện này lan truyền ra ngoài, nhất định là một giải thoại. thẩm tiểu ngôn lại nói, thiên thảo vệ thị phản loạn, khi đế quốc cực quang xâm chiếm, trùng hợp ta đã nhận được lời mời của danh kiếm thế gia, ở đế quốc chân long phía xa, không thể tận một phần sức mọn đợi cho đến khi ta nhận được tin tức miền hạ đã quét sạch tứ phương giành lại bắc hải thẩm tiêu ngôn tả xuất thân từ đế quốc bắc hải thanh tai ở chu kiếm Các một trong ba đại thánh địa của đế quốc trong thân thể chạy xuôi dòng máu của người bắc hải có thể đem một thanh kiếm cuối đời này hiến tặng cho miền hạ chính là vinh quang cả cuộc đời ta ông ta rất chân thành mà nói không phải là giả lâm bắc thần suy nghĩ một chút yên dạ yên lòng mà thừa nhận. Bởi vì hắn quả thật đang gần cần sóng giữ cứu vớt đế quốc Bắc Hải. Mặc dù mục đích vốn không hề đơn giản, nhưng bất kể thế nào cũng không thể phủ nhận rằng hắn là anh hùng tuyệt thế của đế quốc Bắc Hải này. Xứng đáng được bất kỳ con dân nào của đế quốc ca ngợi khoa trương. Trong đại sảnh, những người khác nghe được lời như vậy, ngoại trừ hâm mộ ra cũng không nói ra được những lời gì khác. Bọn hắn nói ra đủ các loại lý do. Trước mặt sự tích của Lâm Bắc Thần, quả thật là không chịu nổi một đòn. Không tranh đổi, trong lúc nói chuyện, thời gian một nén nhang rất nhanh đã trôi qua. Ông, ông, ông. Là đúc khí tam diễm ẩm triện ba chân hai tay chấn động một cách có tiết tấu và vận luận. Kiếm xong rồi. Rất nhiều trái tim điên cuồng đập loạn. Đại sư đúc kiếm thẩm tiểu gôn, ba mươi năm không đúc kiếm. Hôm nay, làm một lần nữa ra tay, sẽ có thành thần kiếm như thế nào xuất thế đây? Vô số ánh mắt, ngày lập tức gắt cao, tập trung lên lỗ đúc khí. Trong mắt của thẩm tiểu ngồn đẽ lên một chút vẻ kích động. Kiếm đâu? Hắn quát khẽ một tiếng. "Sưu." Trong hồ kiếm màu đỏ ở sau lưng kiếm thị mặc váy dài màu đỏ phía sau, một đạo xích quang bay vụt lên. Tay trái trắng nõn như ngọc của thẩm tiểu gồn dơ lên chụp một cái nắm xích mạng trong tay là một thanh đại kiếm toàn thân màu đỏ thẫm hắn hét lên một tiếng một kiếm vung ra phụt cánh tay phải to lớn dị dạng màu nâu đen trực tiếp bị chém xuống phốc suy tay cột phun ra một đạo máu tươi nóng hầm hập tựa như hỏa diễm phun lên vách ngoài của lầu đúc khí tam diệm âm triện ba chân hải tài một loại mùi hương kỳ dị hỗn hợp máu vịt nướng, máu dày tỏi giã cùng với máu heo ruột già tràn ngập ra trong không khí. Lầm mắt Thần giật này cả mình. Hắn đột nhiên hiểu ra một chuyện. Hắn đột nhiên hiểu ra vì sao Thẩm Tiểu Ngôn, đại sư lại không tùy tiện đúc kiếm cho người khác. Bởi vì đúc kiếm như vậy có chút phí cánh tay. Cho dù là thiên thủ quan âm, nếu cứ tiếp tục liên tục như vậy cũng phải biến thành là hán cột một tay. Mùi vị tỏi giã máu dây phiêu lãng trong không khí, khiến cho người ta đột nhiên có cảm giác thèm ăn. Màu tươi đem toàn bộ đồ đúc khí Tàm diễm âm triện ba chân hai tay nhuộm đỏ bừng lên, sau đó quỷ dị thâm nhập vào trong lọ, Tưởng như bọt biển hấp thù máu tươi vậy. Ôi chao, đây sẽ không phải là tả pháp đúc kiếm gì đấy chứ. Kiếm luyện ra được sẽ không phải là mỗi ngày đều cần uống máu người để tự dưỡng. Lâm Bắc Thần bắt đầu phát tán hố não. Sư phụ! Đệ tử ghi danh đều xông lại, đỡ lấy thẩm tiểu ngôn đã mất đi một tay, sắc mặt trắng bệch. Thẩm tiểu ngôn lắc đầu ra hiệu, bản thân không sao, hơi thở gấp rút hơn vài hơi, trạng thái dần dần ổn định trở lại. Ông ta cười nhìn về phía lâm bắc thần nói, đây là thanh kiếm cuối cùng mà ta luyện, từ nay về sau ta không luyện thêm kiếm nữa. Cái hạt thiệt tí này cũng không cần nữa, ta vì luyện khí đem cánh tay luyện thành độ đức hạnh này thế nhưng góp nhặt luyện khí chỉ ý suốt đời mình, toàn bộ cũng đều truyền vào trong lô kiếm này. Đợi nên khi lô nứt, chính là thời cơ kiếm thành, cánh tay gãy lô nứt cũng coi như là đến đời đến trốn. Đúng vậy, cánh tay gãy mất rồi, kiếm đồ cũng bị nứt vỡ. Một luyện khí sư mất đi cánh tay luyện khí cũng mất đi lô đúc kiếm, coi như là triệt để tàn phế rồi. Từ nay về sau sẽ không còn ai tìm ông ta đục kiếm nữa. Cho nên người 30 năm không đúc kiếm Chính là vị thanh kiếm hôm nay ư Lâm Bắc Thần hỏi Thẩm tiểu ngôn gật đầu Cảm xúc có chút kích động Lại có chút phấn khởi Ánh mắt của ông ta nhìn chằm chằm vào kiếm lô Khẽ chấn động nói Thanh kiếm này vừa xuất Cả cuộc đời đúc kiếm của ta Cũng không còn gì để tiếc nuối nữa Giọng nói vừa dứt Răng rắc răng rắc Trên lối đúc khí tam diện âm triện Ba chân hai tay từng vết nứt màu trắng xuất hiện giống như là dây lao điên cuồng nở ra nhanh chóng lan tràn lại giống như vỏ trứng bể tan tành giống như có đồ vật gì đó muốn phá xác mà ra vô dụng ánh mắt tập trung ở trên kiếm lộ thẩm tiểu ngồn nói đi thôi kiếm của ngươi ở bên trong Lập bắc thần từng bước một đi về phía kiếm lô hắn giờ tay nhẹ nhàng gõ một cái lên tường ngoài của lô kiếm đang vỡ ra Đoan, kim đồ phát ra một tiếng giòn giã, sau đó răng rắc một tiếng vách ngoài trực tiếp vỡ vụn rồi rơi xuống một luồng ngân mang chợt hiện không gian bên trong kiếm lô đám sáng màu bạc rực rỡ đấp lé mơ hồ có thể nhìn thấy một thanh binh khí hình kiếm đang chìm đổi lên xuống trong đám sáng kiếm của ta lâm mắt thần trong lòng hơi động giơ tay lên chụp về phía chuôi kiếm chính vào lúc này Sưu 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 Mấy đạo lưu quang lấp lóe Trong đại sảnh Mấy người sớm đã có chuẩn bị Đột nhiên nổi dậy gây khó khăn Nhanh như quỷ bị Có người tập sát về phía đầm bắc thần Cũng có người xông về phía ngân kiếm Sắp sửa ra lò Phần cổng phối hợp Đoạt kiếm Mưu đồ đoạt kiếm đã lâu Cẩn thận Hồ bị gì lớn tiếng nhắc nhở Khi xuất thủ ngăn cản đã không kịp Còn lúc này hai bóng người xinh đẹp Phủ động lưu chuyển thiên thiên cùng thiên thiên xuất thủ. Hai nhân vật bình hòa trong mắt mọi người. Trong khoảnh khắc này, lực lượng cường đại thể hiện ra vượt xa tưởng tượng. Bóng dáng xinh đẹp lấp lóe. Hai người xuất phát sau mà đến trước, chặn lại trước mặt người xuất thủ đoạt kiếm. Nhà đầu thối, cú ra. Người bị chặn giận dữ, xuất kiếm như rắn độc, thu động giao động huyền khí phong hệ cập bán bộ thiền nhân. Kiếm quang quanh thần thể nhanh đến cực điểm không chút lưu tình mà ám sát. Âm! Um, thiên thiên một quyền đấm ra. Một quyền này đập trên thân kiếm, kiếm vỡ, sau đó rơi vào trên tay người cầm kiếm. Cánh tay bạo liệt ngay tức khắc. Sau cùng đánh vào trước ngực của tiền bán bộ thiên nhân này. Quyền kinh đáng sợ trực tiếp lăng không đánh nổ hắn ta. Huyệt sườn phiêu tán, miểu sát giết thành cặn bã. Ở một bên khác, lòng bàn tay của thiên thiên chụp một cái ở trong hư không, triệu hồi ra bội kiếm tùy thân. Đó là một thanh tế kiếm màu bạc hoa lệ, giống như trang sức mà các quý phụ trang điểm cho bản thân. Cổ tay của thiên thiên vung lên. Hai tên bắn bộ thiên nhân xông tới. Một thiên nhân cấp một, trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Dương cực đã thủng trăm ngàn lỗ, lỗ kiếm chẳng chịt bao phủ. Bọn hắn rống to, căn bản không biết mình trúng kiếm từ khi nào. Máu tươi không cách nào át chế từ trong lỗ kiếm phun ra, giống như ba bình phun xương hình người. rơi xuống đất, miệng cưỡng đứng vững, nhưng căn bản không có cách nào khống chế máu tươi phun ra. Cuối cùng loạn trọn ngã xuống trong tuyệt vọng, tử vong rồi vẫn lạc. Sự sắt thường ảo diệu, khéo léo của thiên thiên, không thuộc kém gì so với sự cuồng dạ bá đạo của thiên thiên. Âm âm âm. Thiên thiên đã liên tiếp xuất ra ba quyền, quyền kinh như rồng, quyền ấn trong suốt từ trên ngón tay thon dài như ngọc bộc phát ra, banh trướng biến lớn ở giữa không trung, đánh vào trên người của ba vị thiên nhân cấp một. Lập tức bà đo huyết hoa tử vong trí mạng dùy mỹ, tức giận phóng ra ở giữa không trung, nhưng người khác đều bị choáng váng. Không có ai ngờ được rằng sẽ xảy ra chuyện như vậy. Hai tiểu tỷ nữ xinh đẹp giống như tiền nữ bên cạnh Lâm Bắc Thần kết hợp với đủ các loại tiến độ liên quan tới Lâm Bắc Thần háo sắc trước đó. Vốn cho rằng hai thiếu nữ nũng nịu này em là còn không bằng cả kiếm thị sau lưng thầm tiểu ngôn là hai bình hoa rất đẹp chỉ có tác dụng trang trí. Hiện tại xem ra bình hoa ư không hoa hồng tự vòng đấy. Cánh hoa chỉ vào chính là tự vòng dáng xuống. Trong nháy mắt các cường giả cấp bậc thiên nhân bởi vì xuất thủ đoàn kiếm mà chết trong tay của hai tiểu tỷ nữ đã đạt đến trọn vẹn tám người. đều là cương giả có dành có tiếng. Trong đó bao gồm một thiên nhân cấp 2. Trong đại sành đầu bột của thất tình tụ kiếm đâu tràn gặp mùi vị máu tươi thơm ngọt. Mặt đất và trên mặt bàn từng giọt máu nhỏ tinh tế dài đặc có hơi nhấp nháy giữa ánh mặt trời. Chiếu xạ ra ánh sáng mà mắt người bình thường dường như không cách nào phân biệt rõ được dưới tác dụng của trọng lực những hạt huyết châu này tập hợp lại với nhau cục diện tiền có vẻ trông hơi kinh dị người trong đại sảnh toàn bộ đều đã lùi ra bên ngoài lâu bao gồm cả ba sư đồ của văn hương kiếm phụ các nàng vậy mà lại lợi hại như vậy sao trong mắt của hồ bị nhi có tinh họa đang lấp lóe nàng thân là đệ tử ưu việt của thế lực võ đạo cao cấp trong khoảnh khắc này bị đả kích gai gắt bởi vì nàng không phải là đối thủ của bất cứ người nào trong hai tỷ nữ kia. Còn ai tới nữa không? Thiên thiên rất phách lối vung vẫy nắm đấm. Nhưng người vốn dĩ vẫn còn tâm tư toạt kiếm, lúc này cũng đều dập tắt tất cả hy vọng, đem trồn dưới đất. Lúc này, ta tới. Ngoài trăm mét, một tiếng cười lạnh âm lãnh vang lên. Nhảy mắt sau đó, một đạo kiếm quang lướt qua hư không. Trở về. Tìm kiếm màu bạc trong tay thiền thiền vùng vẫy, anh sao đầy trời. Đinh! Một tiếng kim loại, rào rào nhỏ xíu vang lên. Tìm kiếm màu bạc đứt gãy. Thân ảnh của thiền thiền bay ngược ra ngoài. Một vệt kiếm quang giống như hình với bóng tiếp tục tập sát. Tỉ tỉ, cẩn thận! Thiền thiền kinh hồn một tiếng, sốc toàn lực đấm ra một quyền, tấn công về phía người xuất thủ. Đinh, đinh, đinh! Âm! Um. Đôi tay của thiền thiền máu me đầm đìa cũng bay ngược ra ngoài. Chết! Tiếng cười lạnh âm trầm bao bọc lấy sát ý vô tận, phân ra hai đạo kiếm quang, lần lượt đánh về phía thiến thiến cùng với thiền thiền. Đây có thể nói là muốn đuổi cùng giết tận. Trong thời khắc then chốt giao thủ, đã có người nhận ra người xuất thể kia có thân hình cao lớn vượt qua hai mét, toàn thân lông trắng, sắc mặt như giã vượt, chính là một gã cường giả võ đạo của bạch phát phi giáp tộc một cơn giả toàn thân thản mát trở kiếm ý sắc bén khủng bố, còn mạnh hơn so với tên đã chết ở trong tay của kỳ lão trước đó. Mặt thầy hai tên tiểu tỷ nữ lâm vào nguy cơ, nhanh như ở trong lòng hơi động, kiếm khi bộc phát trong lòng bàn tay. Nhưng khoảnh khắc khi nàng muốn ra tay cứu người, lâm bắc thần đã xuất thủ trước. Lâm bắc thần vẫn luôn đứng trên đài đánh cờ, nắm chặt thành thần kiếm rực rỡ này, tự như cần tốn một chút thời gian để thuần phục và khống chế kiếm mới đến mức phản ứng hơi chậm một chút như vậy bên trong hư không anh bạc lóe lên kiếm thứ nhất chăm vợ kiếm quang đánh về phía hai tiểu tỷ nữ ngân quang lại lóe lên kiếm thứ hai xé rách tầng tầng màn kiếm và kiếm khí hộ thân trước mặt cường giả kiếm đạo bạch phát phi giáp tộc ngân quang thứ ba lóe lên kiếm thứ ba đầu của cường giả kiếm đạo bạch phát phi giáp tộc phóng lên trời bà kiếm ấy nhanh đến cực điểm, dường như là hoàn thành cùng một thời gian. Từ đầu đến cuối, đều không có tiếng bình khí va chạm, cũng không có tiếng rượi kiếm phá thể. Như thể là mặt hồ cách âm. Chiến đấu đã kết thúc. Thiết trị cao 2 mét đứng dưới đài đánh cờ, chưa bổ nhạo xuống. Lâm Bắc Thần ánh mắt mề đi nhìn trường kiếm màu bạc trong tay, rộng bốn ngón tay, liền với chuối kiếm tổng cộng dài 1 m 6 trên thân kiếm không có sống kiếm cũng không có rãnh máu trơn nhẵn như mặt gương có thể phản chiếu ra khuôn mặt đẹp trai tuyệt thế kia của mình mũi kiếm cũng không phải là góc nhọn của ám trùng trưởng kiếm mà là hình bầu dục chuôi kiếm hơi bẹp phía trên có vân tay vặn vẹo bất luận là thân kiếm hay là chuôi kiếm đều là màu bạc cho lâm bắc thần cảm giác chỉ có hai chữ trơn nhẵn còn trơn nhẵn hơn cả nước phù ngày mưa rơi thời điểm vung kiếm vừa rồi không cảm ứng được chút tác trở nào cho dù là chặt đứt kiếm của đối thủ cắt vào trong nhục thân qua nhiều lần gọt giũa của đối thủ cũng trượt không trượt không trở ngại cho nên đặc điểm lớn nhất của thanh kiếm này chính là sắc bén lâm bắc thần đánh giá kiếm trong tay ngoại trừ vung kiếm không trở ngại chút nào dường như có thể cắt ra tất cả vừa rồi còn chưa cảm nhận được bất kỳ năng lượng đặc dị nào khác đại loại như sự gia tăng huyền khí, ví dụ như dị tượng kiếm ý, ví dụ như thôi động dị năng, tất cả đều không có. Hắn giơ tay lên một kiếm, vô thanh vô tức đâm vào trong trái tim của thi thể bạch phát vì giáp tộc không đậu kia. Xuất hiện rồi, lại một lần nữa xuất hiện rồi. Các cơn giả võ đạo bên ngoài lâu nhìn thấy cảnh này, lập tức điên cuồng hét to trong lòng, chém đầu xuyên tim phương thức giết địch mang tính tiêu chí của mồ thi cuồng ma quá dọa người còn mở nó rồi còn lâm bắc thần lại cẩn thận lĩnh hội cảm giác xuất kiếm ngân kiếm rông như đợi kiếm nung đỏ đâm vào trong phòng mai tươi non vẫn đã trơn trượt sắc bén cực hạn khó mà hình dung nổi không sai hiệu quả kỳ dị duy nhất của thanh kiếm này chính là sự sắc bén đôi mặt của thẩm tiểu ngôn trong trẻo sáng ngời mở miệng nói nó có thể phá vỡ tất cả mọi thứ trên thế giới này. Bất kỳ vật thể nào cũng không thể ngăn cản được nó. Sạc bén vô địch là uy lực mà một thanh thần kiếm nên có nhất, cũng là uy lực sở khảnh nhất của kiếm. Sạc bén cực hạn sao? Lâm bọc Thần cầm kiếm vung vậy. Kiếm rất nặng. Hội tụ của hai thanh binh khí thiên ngoại là lang nha đại bổng, lòng nhạt tiểu thương. Thêm với đủ các loại nguyên liệu của thẩm tiểu ngôn, thêm vào trọng lượng của thanh đại kiếm màu bạc này vượt quá tưởng tượng cương giả cấp đại tông sư đỉnh phong đừng nói là vung kiếm e là cầm cũng cầm không nổi màu bạc vừa nặng vừa cứng lại vừa đớn. lâm bắc Thành rất hài lòng nó được coi là bình khí cấp bậc gì hắn lại hỏi thẩm tiểu ngôn vô cùng mong chờ nói luận sắc bén nó là thần cấp không thậm chí có thể nói là thần cấp siêu việt về phần khả năng khác cần bản thân ngươi từ từ đi khai phá. Chính xác mà nói, nó hiện tại chỉ là một phôi kiếm thôi, sau này còn có khả năng thăng cấp vụ hạn. Nếu như người có thể tìm được nguyên liệu càng tốt hơn, tốt hơn cả luyện khí sư, sẽ có thể giúp nó thăng cấp. Ồ oh hô, oh, một trang bị có tiềm lực trưởng thành sao? Nghe có vẻ rất không tồi. Lâm Bắc Thần cẩn thận lĩnh hội chỗ kỳ diệu của thanh kiếm này. Thiếu gia, ngày lúc ấy, bên cạnh truyền đến giọng nói chất ủy khuất của Thiến Thiến. Tiểu tỷ tử nước mắt lã chã nhìn Lâm Bắc thận. Lâm đã thiếu khẽ giật mình, sau đó trên trán tràn đầy bộ hôi lạnh, nên vội vàng cười giải thích nói: "À, quá chú tâm xem kiếm, quên cho hai người uống sữa rồi, thủy liệu thuật." Hai đạo ánh sáng màu xanh thẳm từ đầu ngón tay bắn ra, bao phủ lấy hai tiểu tỷ tử.